Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Kinh Đô Hậu Giang ạ. Dạ hiện tại là em đang có mặt tại vườn mai của bạn Nguyễn Khoa, giao lưu cùng cô chú anh chị mình một số loại giống mai ạ. Chủ yếu là về lấy bo được cô chú anh chị ha, với lại chơi Tết 2024 luôn ạ. Mong quý cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ cho em Khoa, ủng hộ kênh cô chú anh chị ha. Dạ em xin phép được cho clip luôn ạ. Dạ chị xin chào em Khoa ơi. Dạ em chào chị, em chào cô chú anh chị trên kênh. Hôm nay em tới là kênh em xin giao lưu một số mai phơm mai tàn ghép cúc thơ hương ạ. Dạ. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip trước ạ. Dạ em xin giao lưu mã số tiếp theo là mã số 26. Một cây cúc thọ hương. Ghép phơm mai tàn em ha. Dạ. Hoành 20. Dạ 20 hoành. Chiều cao là 85. Tán ngang là 70-75. Dạ rồi mã số 26 này em xin giao lưu là 500 ngàn em bao ship. Dạ nụ nút cũng quá trời luôn quý cô chú anh chị nha. 500 là có một cây thọ hương mình chơi tốt. Cái lô này là em sẽ không ship chậu nha cô chú anh chị. Dạ. Dạ. Mã số 27. Bữa nay nguyên lô cúc thọ hương ghép phơm mai tàn ha em. Dạ là nguyên lô luôn chị. Dạ. Cây này lúc nụ cũng ok lắm đó cô chú anh chị ha. Tàn thông luôn á. Dạ rồi mã số theo là mã số 27 là một cây cúc thọ hương. Hàng này là bao bông chơi Tết nha cô chú anh chị. Dạ. Hoành là 17. Chiều cao là 1m. Tán ngang là 95. Dạ rồi mã số 27 này em xin cho là 700 ngàn bao ship. Dạ 700 nha mấy cô chú. Mã số 27. Mã số 27 là 700 ngàn cô chú anh chị. Dạ. Em bao ship không ship chậu. Dạ mã số 28. 28 cũng là một cây cúc thơ hương. Tàn cứng tàn hết trơn rồi mấy cô chú anh chị ha. Thọ hương ghép phơm mai tàn nha cô chú anh chị. Cái này là lùng lực nha cô chú anh chị. Dạ. Hàng này là chơi Tết ok cô chú anh chị. Hoành là 19. Chiều cao là 82. Tán ngang là 90. Dạ rồi mã số 28 này em cũng xin giao lưu là 700 ngàn bao ship. Dạ 700 nha mấy cô chú anh chị nha. Cây cũng đang ôm nốt nụ hết trơn à. Cái này mấy cái chọc ghép là có từ cái điếu thuốc ăn nó út của mình đó với cô chú. Dạ rồi, mình đỡ cây luôn nha. Mã số 29. 29 cũng dáng trực tàn thông luôn quý cô chú anh chị ha. Cây này nụ nút là cũng bao la luôn á mấy cô chú anh chị. Rồi. Hoành 17. Chiều cao là 1m1. Tán ngang là 95. Dạ rồi mã số 29 này em cũng xin giao lưu là 700 ngàn bao ship. Dạ 700 nha mấy cô chú anh chị nha. Mã số 29. 31 cô gì chị. 31 hả? Dạ mã số 30. Mã số 30 nghe cô chú anh chị. Lộn. Làm quýnh. Thôi cái này cái mông tàn cũng đều hết trơn cô chú ha. Hoành 17. Dạ. Chiều cao là 96. Tán ngang là 96 luôn. Dạ rồi mã số 30 này em xin giao lưu là 700 ngàn em bao ship. Dạ, 700 nha mấy cô chú anh chị nha. Hàng này chơi Tết ngon lành luôn mấy cô chú. Dạ, 700 ngàn. Rồi em xuống đi. 31. 31 cũng là một cây cúc thơ hương. Tàn thông luôn mấy cô chú anh chị. Hoành là 15. Dạ. Chiều cao là 1m. Tán ngang là 80.
Dạ rồi, mã số 1331 nè, mã số 31 là em xin vô là 600 ngàn bao ship. Dạ 600 nha cô chú anh chị ha. 600 ngàn bao ship. Dạ 32. Mã số 32 cũng là một cây cúc thờ hương. Hoành là 16. Dạ. Chiều cao là 90. Tán ngang là 90 luôn. Cái này nút nụ nhiều luôn á cô chú anh chị. Dạ rồi, mã số 32 này em xin giao lưu là 600 ngàn bao ship. Dạ 600 nha mấy cô chú. Em sẽ không ship chậm cô chú anh chị. Dạ, 33. 33 cũng là một cây cúc thờ hương không mai tàn. Dạ. Dạ hoành là 17. Chiều cao là 1m. Tán ngang là 90. Dạ rồi, mã số 33 này em xin giao lưu là 700 ngàn bao ship. Dạ 700 nha cô chú anh chị ha. Này cây nào cũng ôm nủ chân luôn á quý cô chú. Dạ rồi, mã số tiếp theo là mã số 34, cũng là một cây cúc thơ hương. Cây này quá thấy nụ luôn cô chú anh chị ơi. Quá thấy nụ cây này. Dạ hoành là 18. Dạ. Chiều cao là 1m. Tán ngang là 1m luôn cô chú anh chị ơi. Dạ rồi, mã số 34 này em xin giao lưu là 700 ngàn bao ship. Dạ cây này quá trời nút nụ luôn hết cô chú anh chị. 34 700 ngàn cô chú anh chị. Mã số 35. Mã số 35 là một cây cúc thơ nha cô chú anh chị. Cây này đặt kẹo vàng luôn. Giá hoành là 19. Chiều cao là 1m18. Tán ngang là 1m1. Dạ rồi, mã số 35 này em xin giao lưu là 900 ngàn bao ship. Cái này nút nụ cũng đặt kẹo luôn hết cô chú anh chị. Cái này là kẹo tàn luôn nha cô chú anh chị, nút nụ dữ lắm luôn á. Dạ rồi. Mã số 36. Dạ, mã số 36 là một cây cúc thờ hương. Ép mô hay tàn hay cô chú anh chị, đế cũng khá đế nha. Hoành là 18. Chiều cao là 1m17. Tán ngang là 1m1. Dạ rồi, mã số 36 này em xin giao lưu là 800 ngàn bao ship. Dạ 800 nha cô chú. Hàng này là bao nút nụ chơi Tết luôn nha cô chú anh chị. Hàng này là giữ đấm nụ luôn. Dạ. Rồi. Mã số tiếp theo là mã số 37. 37 cũng cúc thờ hương phương tàn đã hết cô chú anh chị. Giá này là quá mềm rồi chú anh chị ơi, hoành 17. Dạ. Chiều cao là 1m. Tán ngang là 1m04. Dạ rồi, mã số 37 này em xin giao lưu là 700 ngàn bao ship. Dạ 700 nha cô chú anh chị ha. Hàng này là em sẽ không ship chậu nha cô chú anh chị. Dạ. Ship chậu cho dễ đâu. Mã dạ số rồi. 38. Mã số 38 cũng là một cây cúc thơ hương. Cây này quá sức độ của chú anh chị ơi. Dạ hoành là 20. Dạ. Chiều cao là 1m1. Tán ngang là 80. Dạ rồi, mã số 38 này em xin vô luôn là 700 ngàn bao ship. Dạ 700 hết cô chú anh chị. Cây này là dữ lắm nút nụ luôn của chú anh chị ơi. Nụ bành bành không à. Dạ. Rồi. Dạ rồi, mã số hay là mã số 39. Dạ 39. Hoành là 19. Dạ. Chiều cao là 75. Tán ngang là 70.
Dạ rồi, mã số 39 này em xin giao lưu là 500 ngàn em bao ship. Dạ 500 nha cô chú, cây này cũng nụ quá trời nụ. Hàng này em sẽ không ship chậu cô chú anh chị. Mình có không gian hẹp hẹp, mình chăm sóc cây này tết cho bông là ngon lành luôn. Quá sức lúc nụ luôn cô chú anh chị ơi. Rồi. Đãi cho nó hử. Dạ rồi. Mã số tiếp theo là mã số 40. Tàn, cây này tàn bự nha. Một cây cúc thờ hương. Tàn dữ lắm tàn cô chú anh chị. Hoành là 19. Cái này hoành 18 của chú chị ơi. 18 rồi. Chiều cao là 1m02. Lá ngang là 1m25. Dạ rồi, mã số 40 này em xin cho luôn là 900 ngàn bao ship. Dạ, cái này tán rộng nha quý cô chú anh chị. Cây tàn lớn rồi cô chú anh chị. Dạ, dọc dép cũng có luôn, cũng khá bự. Dạ rồi. Hết rồi nha. Số 41. 41 là một cây cúc thờ hương. Cây này tàn thông luôn hết cô chú anh chị. Hoành là 19. Chiều cao là 1m13. Tán ngang là 95. Dạ rồi, mã số 41 này em xin giao lưu là 800 ngàn bao ship. Dạ, 800 nha quý cô chú anh chị. Hàng cúc thờ hương này nụ dữ lắm nha cô chú anh chị. Nó hơi vàng vàng vậy mà nụ ghê gớm nha cô chú anh chị. Dạ. Mã số tiếp theo là mã số 42. Dạ. Cũng là cúc thờ hương nhé, thôi mai tàn luôn quý cô chú anh chị nha. Rồi cây này quá trời nụ luôn á cô chú anh chị. Hàng này là chơi bao chơi tết lúc nụ ngon lành nha cô chú anh chị. Này em làm bông nó hơi vàng vàng vậy cô chú anh chị. Dạ hoành là 16. Dạ. Chiều cao là 1m. Tán ngang là 96. Dạ rồi, mã số 42 này em xin giao lưu là 650 ngàn bao ship. 650 nha với cô chú anh chị ha. Tàn cứng tàn hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Dạ, mình đỏ luôn nha. Dạ rồi, mã số tiếp theo là mã số 43. Dạ, cũng là thọ hương luôn ha cô chú anh chị. Cây này cũng nứt lụn nha. Hỏi chê luôn nha. Dạ hoành là 18. Dạ. Chiều cao là 90. Tán ngang là 90 luôn. Dạ rồi, mã số 43 này em xin cho luôn là 700 ngàn bao ship. Dạ 700 nha mấy cô chú anh chị. Này là nụ nút là quá trời luôn. Dạ. Dạ rồi, mã số tiếp theo là 44. Em này thì phơm cao hơn xíu đó cô chú anh chị. 44 là cũng là một cây cúc thờ hương. Phơm cao. Cây này đế khá là cô chú anh chị. Hoành là 19. Dạ. Lúc mụn dữ lắm rồi cô chú anh chị. Chiều cao là 1m15. Tán ngang là 85. Dạ rồi, mã số 44 này em xin giao lưu là 600 ngàn bao ship. Dạ rồi, 600 với cô chú anh chị nha. Cây này là bao lúc đủ chơi tết nha cô chú anh chị. Cây này tàn không lớn mà tàn dán trực tàn thông. Bốn mươi lăm. Mã số tiếp theo là mã số 45. Một cây cúc thờ hương. Cây này dữ lắm nụ nha cô chú anh chị. Dạ hoành là 16. Dạ. Chiều cao là 85. Tán ngang là 85 luôn. Dạ rồi, mã số 45 này em xin giao lưu là 500 ngàn bao ship. Dạ 500 thôi cô chú anh chị, cái tàn cũng cho bán. Cái này bán giá này là giá xả dự luôn cô chú anh chị ơi. Hết giá luôn rồi đó. Quá tàn nút nụ luôn. Dạ rồi, mã số tiếp theo là mã số 46. Tàn hết trơn hết cô chú anh chị, hàng thọ hương chơi tết nha. Cái này là bao nút nụ chơi tết cô chú anh chị, dữ lắm nụ. Dạ hoành là 17.
Chiều cao là 90, chiều cao 90. Tán ngang là cũng 90 luôn. Dạ rồi, mã số 46 này em xin giao lưu là 600 ngàn bao ship. Cúc thờ hương nha cô chú anh chị. Em sẽ không ship trọng nha cô chú anh chị. Sao? 47 47. Dạ rồi, mã số tiếp theo là mã số 47. Dạ. Một cây cúc tha hương dáng thật tàng không. Cái này là lùng lực luôn cô chú chị. Giá hoành là 17. Dạ. Chiều cao là 90. Tán ngang là 1 mét. Dạ rồi, mã số 47 này em xin giao lưu là 600 ngàn bao ship. Dạ 600 nha quý cô chú anh chị. 600 ngàn mã số 47. Dạ, nước nổ xong cũng quá trời luôn nha. Dạ rồi. Dạ, mã số 48 nha cô chú. Mã số 48 cũng là một cây cúc tha hương dáng tật tàng thông. Cái này là của đế đẹp nha cô chú anh chị. Giao hoành là 19. Chiều cao là 1m07. Tán ngang là 1m. Chờ mã số 48 này em xin giao lưu là 700 ngàn bao ship. 700 hết cô chú anh chị. Lúc lượng cũng khá là ok luôn nha. Mã số 48 700 ngàn bao ship. Mã số tiếp theo là mã số 49. Dạ 49. Cái nút nụ cũng dữ lắm ha cô chú anh chị. Một cây cúc tha hương già mùa cô chú anh chị. Nút nụ dữ lắm cái cây này nè. Giá hoành là 17. Dạ. Chiều cao là 1m. Tán ngang là 80. Dạ rồi, mã số 49 này em xin giao lưu là 500 ngàn bao ship. Dạ. 500 cô chú anh chị. Cái này là quá mềm mày. Dạ. Mã số 50. Dạ, mã số này là mã số 50. Cây tàng thông luôn hết cô chú anh chị. Cây tật tàng thông. Hoành là 18. Dạ. Chiều cao là 1m. Tán ngang là 75. Dạ rồi, mã số 50 này em xin cho luôn là 500 ngàn bao ship luôn. Dạ rồi, mã số 50 cũng là mã số cuối clip của em luôn. Em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip trước ạ. Dạ rồi, em xin chào và hẹn lại những clip sau ạ. Dạ, em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn các cô chú anh chị nha.